cuối tuần tâm sự một chút thì thứ sáu vừa rồi tăng 8,35 điểm lên 1.224 điểm đúng không rất là tốt thì nhất là đầu phiên hôm thứ sáu thị trường tăng rất là mạnh rất nhiều chỉ số rất nhiều mã tăng rất là đẹp nhất là dòng chứng khoán thì nhiều bạn đã lỡ đu đỉnh rồi đấy, ví dụ như kiểu con SHS này nhá đấy có những lúc có những lúc nó lên 33.000 cơ mà xong về cuối phiên nó về có 31.040 thì rất là nhiều bạn đã đu đỉnh con này thì thị trường ấy, khi các bạn mà quá kỳ vọng vào thị trường thì các bạn đu theo đúng không thì các tay to các thứ làm sao mà người ta muốn cho các bạn lời nhiều được người ta cũng phải đôi khi người ta cũng phải giảm một chút hoặc là người ta chốt lời để cho cả, giảm sự kỳ vọng của mọi người xuống mọi người đu đỉnh đúng không quan trọng là họ phải lợi nhuận họ nhiều Đúng không? họ vào những cái mã nào thì họ đánh lên để mọi người lời, chung là tay to nói gì thì nói họ vẫn là có cái lợi thế hơn, họ biết là những cái mã nào mà mọi người đu bám nhiều, những mã nào mà mọi người đang giữ ở đấy chẳng hạn, đúng không? còn shs này thì khi cạn cung thì bắt đầu là dòng này thì nó theo dòng chứng khoán, đó. thì cho nên là khi thị trường nó tăng quá mạnh như kiểu hôm thứ năm vừa rồi thì nó tăng rất là mạnh thì dòng chứng khoán nó sẽ chịu ảnh hưởng rất là tốt Những con SHS này chẳng hạn SSI đúng không? Nó chịu ảnh hưởng rất tốt Những cái dòng chứng khoán này thì nó rất phản ánh rất là rõ thị trường Khi thị trường nào mà hưng phấn thì bắt đầu là tăng rất là mạnh Mặc kể cả những cái ngưỡng kháng cự này lớn Thì có thể nó vẫn đánh bật được Nó dòng đặc thù mà Bây giờ ví dụ mà thị trường mà tăng khoảng tầm Thứ hai tuần sau mà thị trường tăng khoảng tầm 15-20 điểm xem Những cái con SSI hay là con SHS rồi đấy, tăng trở lại ngay đúng không? Con SSI này cái ngưỡng kháng cự của nó cũng khá lớn đúng không? Thì khi đó gặp cái ngưỡng kháng cự này thì nó lại giảm xuống. Thì mặc dù giảm nhưng mà nó vẫn tăng 1 một phần trăm đúng không? Nó vẫn thuộc vào những nhóm cổ phiếu tăng. Rất nhiều mã hôm vừa rồi là đầu phiên tăng rất là mạnh. nhưng mà về cuối phiên là giảm xuống. Đấy, con TP Bank này cũng thế bank đầu phiên tăng lên uh, 2880 đúng không? Xong rồi về, về cuối phiên nó vẫn tăng 1,1% nhưng mà nó gặp cái ngưỡng kháng cự trên này thì nó giảm xuống nhưng mà nhìn cấu hình của nó vẫn là đẹp. Đa phần tất cả những cái mã ở trong VN30 nó đều gặp kháng cự rồi nó đi xuống hết thì đây là cũng là một dấu hiệu gọi là kìm hãm sự hưng phấn của nhà đầu tư đúng không? gì nó cũng gọi là kìm hãm. Khi thị trường nó đang tăng rất là đẹp xong rồi tự dưng nó đánh xuống một chút thì bắt đầu là cái độ hưng phấn của nhà đầu tư nó sẽ bớt hơn, đúng không? Thì về diễn biến về cuối phiên ấy, thì nhiều mã thậm chí còn giảm mạnh hơn. Có những mã thì hồi phục, con TCH này chẳng. Con TCH này thì tầm giữa phiên thì nó giảm rất là mạnh, có lúc giảm hơn 2% cơ nhưng về về cuối phiên cái lúc 11 giờ thậm chí nó có tăng 1%, 1,2%, 1,4%. Xong về phiên uh, ATC thì bắt đầu nó về là giảm 0,2% những bạn nào bắt được tầm ở dưới ấy, cái tầm uh, 2375 là đã lời khoảng tầm 2% rồi. Đấy. Nói chung là những cái cổ phiếu như này thì vẫn là tốt, đúng không? Những con TCH thì vẫn là tốt, dòng tiền họ đánh tốt. Thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ phục phục. Nói chung tất cả mọi người đều kỳ vọng là thứ hai sẽ là một phiên tốt đúng không? Còn mình còn chưa biết được bởi vì là tất cả những mã đều chạm ngưỡng kháng cự rồi nó bắt đầu nó tụt xuống Thì làm sao mà biết là nó tốt hay không? Đấy ngay cả STB nhé Dòng tiền lớn vào đánh rất mạnh nhưng mà đây Nó cũng là một cái cái nền ngược đúng không? Búa xuống gọi là búa xuống đấy đúng không? Mọi người hay nói là búa xuống lúc cao nhất là 2295 mà xong rồi cuối cùng là kết phiên là 2260. Đấy. Mặc dù vẫn là dòng tốt nhá, con STB này vẫn vẫn là dòng tốt, mọi người hoàn toàn có thể giữ được nhá. Nhưng mà rất là nhiều người kỳ vọng là thứ hai này tăng mạnh. Tôi nghĩ thì nó vẫn sẽ phân hóa đấy. Nó sẽ phân hóa theo kiểu là dòng tiền vào mã nào tốt thì những cái mã để nó đánh lên, còn những mã nào mà dòng tiền vào không tốt thì thì nó sẽ theo kiểu gọi là đi ngang, mà tôi vẫn tin là tầm thứ hai, thứ ba vẫn là những phiên khá tốt đấy. Thị trường thì cũng chả nói cho ai nói nói hay nói tài được đi đâu nhưng mà về căn bản là sẽ là như như vậy bởi vì dòng tiền họ đang thậm chí rất là nhiều người thứ hai cái thứ họ đánh họ thứ hai họ vào mua, Đúng không? như có thông tin vừa rồi đấy thông tin dòng dầu khí à, đóng B thì các bạn dòng này nó cũng là một dòng đặc thù khi mà mà giá dầu các thứ là tăng là bắt đầu là nó đánh lên tốt đúng không đợt trước là cũng có thông tin đấy cái đợt mà tầm hai uh, tháng 12 đấy có dụng thông tin là giá dầu các thứ tốt thì bắt đầu nó đánh lên nhiều đúng không đây cái cái giai đoạn này thì phải nó đánh lên cũng mấy cây thì bây giờ là con BVT này chẳng hạn thì nó đang cạn cung đúng không? Cấu hình cũng tương đối đẹp thì hoàn toàn nó có thể đánh lên. Đúng không? Thì bạn nào giữ thì mình nghĩ cũng có thể giữ được bởi vì những dòng này nó theo thông tin của giá dầu mà. Nó theo thông tin khá chủ động luôn đấy. Như là giá dầu mà tăng mạnh là bắt đầu là nó cũng tăng rất là tốt. BVT BVS Đấy. Mà nó vẫn chung một cái cái kiểu là giảm này, 0,4 này cung thấp này test cung này ngày mai hoàn toàn nó có thể đánh lên nhiều bạn cứ bảo là um, cái kháng cự ở trên này nó lớn đấy đúng không lớn công nhận mình mình công nhận là nó lớn nó chỉ khó là đánh qua cái ngưỡng là ví dụ con BVS này sẽ khó đánh qua cái ngưỡng 2650 nó rất là khó đánh qua cái ngưỡng đấy chứ còn đâu những cái ngưỡng mà sát sát tầm này tầm 24 hay tiếc là các thứ là nó có thể đánh được nhá 24 là khả năng là con này nó có thể đánh qua được 24 Khi giá dầu mà nó cứ tốt ấy, Tăng lên thì những cái con BVS này hoàn toàn có thể đánh được ừ, Trên giá 24 Thậm chí nếu mà giá dầu nó cứ tăng tiếp chẳng hạn Thì nó chịu ảnh hưởng Mà xem thứ hai nếu mà dòng tiền nó vào Đúng không? Thứ hai nó tiền dòng tiền vào tốt Thậm chí là nó chân thì sao? Đúng không? Dòng B là một dòng rất là đặc thù Thông tin tốt rồi nhá chứ bây giờ chỉ cần đợi dòng tiền vào là nó đánh lên rất là mạnh còn mọi người hỏi có mua những cái mã này hay không thì mình nghĩ là có thể mua nhá, có thể mua, có thể 5 10% có thể mua được. Nhưng mà mình không thích mã này lắm. Con bầu đặc thù của nó là về điện. Cũng liên quan đến dầu nhưng mà nói chung là nó thiên về điện nhiều hơn nhưng mà con này rất chịu ảnh hưởng bởi giá dầu nhé Các bạn để ý mà xem. Khi là giá dầu tăng thì con bầu này tăng cũng rất là tốt nhiều bạn rất là buồn cười bảo là con bâu này nó chỉ, ừ, trì nhưng mà nó vẫn đem lại lợi nhuận cho các bạn là được rồi đúng không mua ở cái giá này 13 15 hoặc là chỗ 13 này đúng không cái đợt um, 24 hay 25 tháng 3 á, thì tôi khuyên mua con STB với cả con bâu này thì đến bây giờ thì mọi người vẫn lời <laughs> mua cổ phiếu lời mà vẫn còn kêu là chỉ thì tôi cũng không hiểu lắm đúng không mua cổ phiếu mà vẫn còn lúc nào các bạn cũng đòi giống con STB cơ, đầu tư chứng khoán nó buồn cười. Nhiều bạn mới đầu tư các bạn cứ chỉ kỳ vọng là lúc nào nó cũng phải như con STB này cơ. Mua về dưới ở dưới đây, 24 tháng 3 đây, 25 tháng 3 này mình khuyên khuyến nghị mọi người con STB này mà. Đúng không? Trên TikTok. Còn trong nhóm là bắt hôm 26 tháng 3. 26 tháng 3 là khuyên trong nhóm là bắt con STB và con Techcombank. Thì hai con này thì quá tuyệt vời rồi. Con Techcombank thì nó tăng không nhiều nhưng mà có gì nói nó cũng là một cái con rất là đẹp đúng không? nhưng mà con STB này một con mà khuyên khuyên rõ ràng luôn là bắt STB và Techcombank nếu giảm xuống tiếp thì bắt tiếp cái hôm 26 tháng 3 á. Thấy dòng tiền nó bắt con STB này rất là lớn mà hôm 26 tháng 3 trong nhóm này mình phân tích con STB này tương đối nhiều đúng không? Bạn nào mới vào xem các bạn mới vào nhóm các bạn có thể đọc lại những tin nhắn. Hôm đấy tôi phân tích con STB này rất là nhiều. Tôi và anh Vũ phân tích quái tây lấy rất là nhiều bởi vì là dòng tiền nó đánh rất lạ luôn nó không cho xuống cơ mà nó nhảy giá nhảy liên tục lúc, lúc, đấy luôn rất là khủng khiếp thì với quan điểm của tôi đấy là dòng tiền lớn nó bắt vào còn những quan điểm của những cái người khác thì người ta lại bảo là ở đang tích lũy thì hôm hai tư à hai bốn hai thì mình đã có thấy có dấu hiệu của dòng tiền lớn nó vào đánh rồi thì mình nói thì nhiều bạn trên tiktok đấy các bạn bảo ơi anh ơi em giữ con này cả tháng nay rồi nó cứ linh xình linh sinh anh khuyên mọi người vào làm cái gì em chẳng em còn đang định bán ra đây này đúng không thì đấy là quan điểm của mọi người đúng không mình thấy nó có cái nền rất là đẹp nó đang tích lũy dần đúng không mà tự dưng dòng tiền nó bắt đầu đánh đẹp như thế thì mình mới khuyên mọi người chứ đúng không có khi lời lời thật thường mất lòng mà. cái quan điểm tôi chỉ chia sẻ theo theo quan điểm cá nhân của tôi nhé tôi là một nhà đầu tư chính hiệu Không phải là nhà môi giới gì Nhiều bạn uh, rất là ngạc nhiên Bởi vì là mình là nhà đầu tư mà Mà lượng theo dõi trên tiktok tương đối lớn Bây giờ hơn 50.000 đúng không? Năm mấy nghìn Thì nhiều người khá bất ngờ Cứ hỏi là anh là uh, môi giới bên VN Direct À hay là bên môi giới bên kênh nào đúng không? Nhiều bạn hỏi những câu rất là lạ Thì mình bảo là mình chỉ nhà đầu tư bình thường thôi Mình nên chia sẻ thôi trên tiktok trên tiktok ấy, là quan điểm là chia sẻ là vui chia sẻ về căn bản thôi trên đấy lợi ích gì đúng không trên đấy chia sẻ cho vui thôi nhiều bạn bảo là ơ ừ, sao anh trên youtube này thì anh nói về vấn đề gọi là vào zoom hay là khóa học các thứ nhưng mà trên tiktok sao anh không nói bởi vì trên đấy mình có đem lại cái giá trị gì đâu mà mình nói trên đấy đúng không chả đem lại giá trị gì cả mỗi video có một phút thỉnh thoảng ờ ừ, thì mọi người vào hỏi mã nọ mã kia thì bình bình luận đem lại ra cái giá trị gì đâu mà mà nói trên đấy Trên youtube đây thì mình nói được nhiều hơn tâm sự được nhiều hơn phân tích được nhiều hơn thì mọi người vào xem thấy có giá trị thì mọi người lì xì đúng không mình đem lại giá trị thì mọi người lì xì cho mình thì mình cho vào zoom một thế thôi cái điều rất, rất rất đơn giản đúng không mọi người vào xong một tháng mọi người thấy ok thì ở lại tiếp không thì thôi đi ra đúng không ai có cấm đoán gì ai có bắt vào đâu Chả bắt cái gì cả Vào xem ok thì tiếp tục xem Đúng không STB đây như con STB này chẳng hạn đấy Khuyên cả trong nhóm cả trong zoom thì Trong nhóm là có điểm bắt luôn Cái lúc đấy là nó đứng ở dưới đáy rất là lâu Con STB có Techcombank. có Đứng rất là lâu đúng không Đây con 26 tháng 3 thì con Techcombank này giảm xuống Cái lúc 38, 40 Con, con có này thì mình bảo là canh ở cái mức giá là 39 Nhưng mà 38, 40 thì nó đã À, còn nó xuống còn tầm 38 40 nhiều bạn bắt được cái lúc đấy nó đứng rất là lâu ở cái giai đoạn, đấy. Con này là con VB Bank, con VB Bank, con VB Bank có con lừa. Nó đứng ở cái giá hôm 26 tháng 3 mình rất là nhớ cái hôm đấy vì nó úp bô mà hôm đấy tôi rất là bận. Và các bạn úp bô tôi cũng phải gác việc lại lên hôm đấy xem thị trường. Hôm đấy nhiều bạn gọi lắm, lúc đấy bảo là anh ơi tình hình đấy xử lý nào bán cắt lỗi gì bây giờ nguy hiểm quá nhiều mã đỏ mà mình nhìn qua thị trường thấy nhiều mã nó bắt vào Nhất là con vích nó vẫn còn xanh các bạn nhớ hôm đấy không đấy con vi banh này con rất là trì nhá các bạn nhớ cái hôm đấy nó giữ ở cái giá 41 41 50 41 60 giữ rất là lâu con đấy luôn thì mình có khuyên ở trong Zoom 500 ấy, thì mình bảo là bắt con vi banh này được nhá bắt con vi banh này được những bạn là nhiều tiền tuy con này nó đánh đội dòng tiền lớn nó đánh con này kinh lắm con này dòng tiền lớn này những nhà đầu tư tay to thì mới lên đầu tư những cái con này thôi bởi vì dòng tiền lớn nó đánh cũng nhiều mà con này thanh khoản nó cũng cao giá nó ok đúng không nó dòng vn 30 mươi còn rất là khỏe thì mình khuyên là cái đội 500 bắt cái mã này cái giá tầm bắt đáy 10% đấy thì canh con này là khuyên từ hôm 2, 25 tháng 3 rồi ấy, Là khuyên bắt ở cái giá bao nhiêu Mình chả nhớ bắt được giá 43 gì Đấy mình nhớ là như thế Thì bắt ở cái giá 43 Thì cái hôm bắt đáy thì mình cũng khuyên thêm là bắt thêm đáy con này Thì cái giá 43 hôm trước có làm gì có giá 43 đâu đúng không Thì hôm sau bắt đầu là mới có giá 43 Hôm sau nó xuống tận 41, 50 Cái lúc Oppo đấy thao mà bắt Thì bắt bây giờ lên 46, 20 nhất. Nhiều, nhiều bạn lời nhiều lắm nhiều bạn lời tương đối nhiều và nhiều bạn tay to vào tiền mã này vào rất là nhiều tiền luôn bởi vì con này nó cũng khỏe mà con này nó bền khỏe bền có cái những cái đáy 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 sau cao hơn đáy trước thì nó tương đối khỏe đúng không cái con này là một con hoàn toàn mọi người có thể giữ tiếp nhá con này hoàn toàn có thể cứ giữ tiếp thậm chí con này nó có thể trong ngắn hạn nó có thể lên 50 nếu mà thị trường tốt ấy đôi khi mình phân tích thì phân tích thôi nhưng mà phải xem qua cả thị trường chung và thị trường thế giới nữa thị trường việt nam độ này là ảnh hưởng với thị trường thế giới khá nhiều đấy tương đồng đấy mình nói thật tương đồng mà mình xem thị trường hàng ngày mình biết cứ khi nào thị trường thế giới mà nó xanh nhiều nhất là thị trường châu á mà xanh thì thị trường việt nam nó cũng xanh thị trường châu á đỏ là thị trường việt nam là một là đỏ hai đi nga các bạn có thể nhìn các cái phiên trước này nó rất là tương đồng nhiều bạn bảo là không ảnh hưởng bởi thị trường thế giới nhưng mà không giai đoạn này nó ảnh hưởng khá nhiều đấy. chỉ có không ảnh hưởng ảnh không ảnh hưởng bởi khối ngoại khối ngoại đấy họ bán rất là mạnh nhưng mà đấy thị trường mình vẫn linh sinh linh sinh cứ đi lên dần đi lên dần đấy bây giờ lên một nghìn bao nhiêu bắt đầu là khối ngoại lại mua vào vào lại đúng không bắt đầu mọi người bắt đầu phân tích bảo là người ta cơ cấu cơ cấu cái gì bây giờ nhá tôi không biết là khối ngoại là tây lông hay tây mũ nhiều hơn nữa Bây giờ là hoàn toàn những cái người tay to trong Việt Nam người ta hoàn toàn có lấy lấy tài khoản uh, của người nước ngoài người ta đánh đúng không? làm sao mà mình biết được? Cái đấy là mình không biết. Mình bây giờ mình đã xác định um, đánh là đánh theo dòng tiền Mà đánh theo thị trường đấy, đúng không? Đánh theo thị trường, uh, phân tích dòng tiền nếu mà tốt tốt với cả nhìn cấu hình nó đẹp thì bắt đầu mình mua. Hoặc mình giữ, mình bán. Thị trường chung mà nó xấu thì thôi phải chấp nhận mà bán bớt 50% hay là Thế lộ thì kia đầu tư ít hơn chẳng hạn không dùng margin như đấy bắt đầu hôm qua bắt đầu có những cái bạn rất là kỳ vọng thị trường sẽ lên bảo là bây giờ giai đoạn này đánh mãi nào chẳng win mãi nào chẳng mừng lãi tầm 10 15 một tháng đấy nhưng mà mình bảo là giai đoạn này chưa chắc đã phải là tốt đâu bởi vì là khi các bạn đu bám quá nhiều đúng không khi mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám quá nhiều thì bây giờ tạo lập người ta đánh lên để cho các bạn lại có thể là sẽ đánh lên cho các bạn lãi nhưng mà người ta sẽ không đánh lên mạnh đâu nếu mà đánh lên mạnh thì ví dụ như kiểu các bạn, các bạn mua cái hôm mùng 1, mùng 2 tháng 4 đó, là bây giờ người ta đánh mạnh lên là kiểu gì các bạn chốt lời ví dụ như kiểu là hôm thứ hai tuần tới có thể là sẽ thị trường sẽ tăng tốt tốt một chút nhưng mà đến thứ ba thứ tư chưa chắc thị trường nó tốt đâu hoàn toàn nó có thể chỉnh trong ngắn hạn thì bây giờ coi như là cái 1.200 vượt qua rồi thì nó sẽ xác định đấy là một cái về gọi là sóng lam to đi nhá sóng lam to thì cái con thì cái ngưỡng 1200 sẽ là bây giờ trước là nó làm trước đó là kháng cự đúng không thì sau khi vượt rồi thì nó sẽ là vùng hỗ trợ nếu mà nó chỉnh xuống 1200 nó rút chân lên đấy là một vùng hỗ trợ rất là mạnh đúng không thì bắt đầu là thị trường nó mới tiếp tục đánh lên tầm 1300 1400 tôi nghĩ nó rất là khó đánh theo kiểu một phát lên thẳng luôn nếu mà một phát lên thẳng lên luôn thì cực kỳ nguy hiểm ví dụ ví dụ bây giờ nhé trong, sang tuần sau phát nó đánh một phát lên 1280 chẳng hạn rất là nguy hiểm lúc đấy nó có những pha úp bô khoảng tầm 7 70 điểm hay 60 điểm như đợt trước rất là có thể xảy ra những cái trường hợp kiểu như vậy đúng không? tôi cũng chỉ kỳ vọng thị trường mà nó sẽ theo kiểu là đi đi lên từ từ đúng không hoặc là uh, phiên tăng phiên giảm đi lên từ từ thì nó sẽ phân hóa những cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu đi lên, đi lên từ từ khoảng có phiên tăng 10 điểm xong rồi có phiên giảm 5 điểm chẳng hạn, đấy kiểu như thế. Nhưng mà vẫn phải có mã xanh mã đỏ ở ở VN30 chẳng hạn, khoảng một nửa mã xanh. Ví dụ giảm 5 10 điểm thì có khoảng 1/3 mã xanh chẳng hạn, nhưng mà nếu mà đỏ hết thì nó rất là um, nguy hiểm đúng không? Đỏ hết tâm lý của nhà đầu tư sợ lắm như cái hôm 26 tháng 3 đấy, thị trường nó đỏ hết tâm lý sợ xong bắt đầu đến tầm 11 giờ kém nó bắt đầu là nó dọa đánh xuống bắt đầu bán tông bán tháo hết đi mà nhiều người cứ nói thế thôi nhưng mà cái hôm đấy nhiều bạn bán ra hết mà tôi lại gì bây giờ thị trường này xét cho cùng thì tay to họ vẫn chiếm tỷ trọng nhiều hơn thì không tay to trước thì thị trường nó không hấp dẫn thì nó không đổ nhiều tiền vào bây giờ tay to họ liên kết với nhau bây giờ họ ít kênh đầu tư hấp dẫn bây giờ dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân họ vào khá nhiều Toàn những người nắm tiền nhiều của bây giờ họ tìm hiểu về chứng khoán nó đổ tiền vào Một kênh kiếm tiền nhiều như thế bắt đầu là họ bắt đầu mình gom tiền các thứ họ đổ vào bây giờ thị trường nghẽn lệnh liên tục. Đúng không? Thị trường bây giờ nghẽn lệnh liên tục. Thì bây giờ ví dụ như kiểu là thị trường bên Mỹ thì nó sẽ là tỷ lệ sẽ là 5% là thắng còn nó 95% là thua. Nhưng mà thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ cái tỷ lệ này nó sẽ là ở khoảng tầm 15% là thắng còn 85% là thua quà Đấy kiểu như thế Tôi nghĩ là kiểu như vậy Thì bây giờ nhá Đôi khi cá mập Họ phải ăn những cái cá mập con Những nhà đầu tư tay to Mà nó uh, Có nhiều móc lồi với cả uh, Những cái mã Thì nó phải ăn những cái cá mập con Đúng không? Những cá mập con tất nhiên là Trong cái lúc nào mối quan hệ Cũng thấy giống bạn bạn, bạn bè á bạn bè thì có bạn xã giao với bạn thân kiểu gì cá mập to cũng thế cá mập to là bạn thân chẳng hạn cá mập con thì bạn bè xã giao thôi thì sẵn sàng cho những ông bạn bè xã giao có thể ăn hành ngay đúng không nên mình đánh mình giai đoạn này đánh theo dòng tiền nó có rất là hợp lý phân tích kỹ thuật một chút ừ, tất nhiên là có những cái bạn nào mà đã chọn những cổ phiếu tốt như kiểu này hbg chẳng hạn kiểu bạn đánh theo từng năm đấy là việc của các bạn đúng không những cái bạn mà đánh theo từng năm thì quan tâm làm quái thì thị trường lên xuống thì kể cả kể cả kết thúc sóng 4 nó đánh xuống lên sóng 5 thì người ta cũng trả bán đi bởi vì là người ta tin vào lãnh đạo người ta tin vào công ty người ta đánh con HBG này người ta không bao giờ người ta bán chẳng hạn đúng không có 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 phân tích thì người ta phân tích một chút xong rồi người ta tắt tắt bảng đi người ta Um, người ta ấy Người ta cứ để đấy thôi Lên xuống người ta mặc kệ Hot 2BG này Người ta ăn cổ tức Kiểu như thế Có những người đầu tư theo kiểu như vậy Thì con hào hoa phát này Thì mình nghĩ cũng là một con Có thể đầu tư Theo kiểu như vậy được Nhá. Con hòa phát này Có thể đầu tư theo kiểu như vậy được Nhưng mà cũng Đầu tư thì cũng chả biết nói trước được nào Bây giờ Lòng tiền người ta chưa ra chẳng hạn Thì các ông Có thể đánh được Đấy như tôi nói rất là nhiều lần rồi, con VNM với con VIC ấy. Từ 2019 đến 2021 nó vẫn lỗ nhưng mà đến bây giờ con VIC đã bắt đầu là hồi lên rồi, đúng không? Con VIC này. Con VIC là bây giờ là bắt đầu là hồi lên rồi. Nó vượt cái ngưỡng ở trên này, chưa chưa vẫn chưa vượt. Đây 2019 ấn lên cái giá là 126.000, bây giờ mới là được 123 đúng không? Gọi là gần chạm cái ngưỡng của năm 2019 thì mấy tuần trước mình nó có nói là bây giờ là thị trường nó thanh khoản cao này nó vượt lên 1.200 thì những cái con này kiểu con mà có những cái thông tin tốt như kiểu con Vic này chẳng hạn thì thì hoàn toàn nó có thể đánh lên đúng không? 2019 các thứ ô tô te các thứ là những cái thông tin của Vic nó đã ra nhiều thông tin tốt rồi bây giờ Vic nó làm ăn đấy bắt đầu quỹ nội ngoại nó bắt đầu mua vào thì cho đánh lên dòng tiền lớn đấy quỹ nội nguyên ngoại nó vào nhiều tự doanh người cả khối ngoại mua con Vic rất là mạnh nên nó hoàn toàn nó có thể đánh lên trong thời gian ngắn đúng không? Thế từ lúc mình bảo là con này hoàn toàn có thể đánh đánh trong cái, mấy cái cây ở đây này, mình bảo là nó tích lũy một cái thời gian tương đối dài rồi mình bảo là nó con này không giảm xuống mà cũng ấy. nó dòng điếu tiết. Thì tôi rất là ít khi khuyên mọi người để đầu tư mã này thì mình bảo là nếu mà đầu tư xác định đầu tư những mã này phải đầu tư hẳn một năm cơ. Thì bạn nào mua ở đây thì thậm chí còn lời nhiều hơn những cái mã mà mình kỳ vọng cơ đúng không? đầu tư đây thì không ngờ khối ngoại khối nội bắt đầu bắt vào khối ngoại nó đánh quả 800 tỷ vào nó bắt đầu đánh lên dòng tiền lớn đánh lên là bắt đầu là những cái thông tin tốt như thế thì nhà đầu tư cá nhân người ta nghe theo bắt đầu đánh lên những cái mã kiểu quốc dân như này thì cái tỷ trọng của cá mập và nhà đầu tư cá nhân thì nó khoảng ở ngưỡng tầm 60-40 kiểu là cá mập và các cái người này người cá mập và những cái nhà mà những nhà chủ tịch các thứ là giữ khoảng tầm uh, lượng là khoảng tầm nói chung là cũng phải tầm 80, 80. Còn 20% là nhà đầu tư cá nhân chẳng hạn. Đấy kiểu như thế. Mình không xem kỹ cái con vích này nhưng mà nói chung là thường là sẽ như vậy, đúng không? thì nó sẽ nhà đầu tư cá nhân bắt đầu dồn tiền vào tổ chức cũng dồn tiền vào dòng tiền lớn nó vào thì nó đánh lên thôi đôi khi nó cũng phải tát nước theo mưa chứ để bắt đầu lên cao dần thì cái chốt hay không đấy, đấy là việc của nó làm sao mà biết cá nhân hay tổ chức người ta đánh như thế nào mình chỉ biết là dòng tiền lớn vào thì mình cứ tiếp tục giữ thôi chứ nếu mà nó thoát ra thì bắt đầu mình mới bán đúng không thế là cách đánh theo dòng tiền cách đánh theo cấu hình đúng không có những cái người nào mà đánh theo kiểu đấy như tôi bảo là đánh theo một năm chẳng hạn thì cứ mua con này một năm, một hai năm. Tin tưởng vào công ty, tin tưởng vào giá, giá trị của nó. Đấy, thì cứ đánh theo một năm thôi. Ăn cổ tức, cổ tiếc các thứ. VNM oh. nó cũng được dòng tiền lớn nó mua vào khá nhiều nhưng mà lên trên này đấy nó ví dụ gặp cái đường MA 50 là bắt đầu nó lại rút xuống theo nến thì nó gặp cái ngưỡng kháng cự ở đây. Nó dừng ở đây. Thì mình cũng phân tích rồi đến rất nhiều mã hôm ở trong V50 nó gặp cái ngưỡng kháng cự nó lại về cái vùng hỗ trợ đấy. Đấy con Vic này thì nó có thể tích lũy. Đúng không? Con Vic này thời gian tới hoàn toàn nó có thể tích lũy. HBG chẳng hạn Đấy, con này thì nó đánh vượt qua sóng 4 rồi. Bây giờ nó đang đánh lên. Con này thì hoàn toàn mọi người có thể đầu tư rồi con này dòng tiền này. vào đánh tiếp thì Biết đâu ngày mai nó đánh đánh lên trên tiếp thì sao. Con này thì nói chung là nó sẽ theo kiểu một là... nó sẽ về cái vùng 48 xong rồi nó tích ở đấy một thời gian xong lại đánh lên tiếp. Nếu mà về về cái vùng còn HBG này về cái vùng 48 thì rất là đẹp Đúng không? Về vùng 48 xong rồi đánh lên tiếp thì Rất là đẹp Nó sẽ đánh theo kiểu Nhìn Hoặc là đánh mạnh lên luôn được Đúng không? Dòng tiền lớn vào đánh mạnh lên luôn Nhưng mà mình nghĩ nếu mà đánh mạnh lên luôn Thì sẽ có một lượng nhà đầu tư nào đó Người ta sẽ chốt lời Nhưng những cái dòng này thì phân tích nhiều làm cái gì? Giữ thì cứ giữ thôi Phân tích nhiều làm gì đúng không? Còn FPT này thì phân tích nhiều làm cái gì? Cái dòng dài hạn này thì đây đâu... Đấy, nó có một cái vùng hỗ trợ Ở cái tầm vùng 76 đấy Hỗ trợ rất là mạnh Đúng không? Thì nó cứ đánh lên thôi Con này thậm chí Thứ hai nó đánh lên tầm 2% chẳng hạn Đúng không? Nó vượt cái đỉnh cũ đấy, cái gọi, Đây cũng gọi là một cái kháng cự nhỏ nhỏ Đúng không? Nhưng mà cái kháng cự này thì nó đánh thừa đánh lên được luôn Có gì đâu Cái đâu đánh 2% là vượt ngay có gì Giá cao nhất là bao nhiêu? 81 50. 81 50 thì con này chỉ tăng tầm 23% là bắt đầu đánh vượt lên Cái gì đâu. Con này đánh theo kiểu dài hạn được mà. Con này đánh sóng năm này đánh dài hạn tốt. Nhưng mà con này rất là khỏe nhá. Cái đợt à, cái đợt sóng 4 này nó đánh xuống đấy. thị trường đánh xuống mà con này nó. Đấy, thị trường mua bên trăng hết đấy, nó vẫn khỏe re cái gì đâu, vẫn đánh lên được khỏe. Không giảm mấy. Những cổ phiếu khác thì giảm rất là mạnh nhưng mà riêng con này thì nó khỏe đúng không? Đánh lên rất mạnh. Đợi xuống một tí đánh mấy cây xanh luôn. Thế thì tuần sau thì khả năng là nó sẽ cái dòng B thì mình tôi nghĩ là dòng B sẽ là dòng hồi phục đúng không? Nhiều bạn hỏi con VND à, nó chuyển sàn đúng không? Thì vào có được không? Con này mình thấy nó cũng bình thường. Không đến mức mà nó quá ngon bởi vì là các bạn suy suy tính theo kiểu này các bạn ở thị trường nó tăng rất là mạnh đúng không thì con này chuyển sang hnx thì khả năng nó sẽ đánh cũng phải làm một cây trần chẳng hạn đúng không làm một cây trần giờ, bây giờ nhưng mà nó qua cái giai đoạn đấy rồi nếu mà nó vẫn đang hoạt động thì nó sẽ làm được một cây trần nhưng mà nó không giao dịch thì nó sẽ khó có thể làm được một cây trần có thể là phiên thứ hai nó sẽ tăng nhưng mình nghĩ để mà để mà được cái giá trần thì mình không biết là có được không bây giờ trên này nó cũng cũng khó kháng, kháng cự mà nếu mà đoạt đánh một cây trần thì nó sẽ lên giá tương đối cao nhỉ đánh lên một giá trần có khi nó vượt cái sóng 4 này thì rất là khỏe đúng không nó, con này mà đánh lên vượt sóng 4 thì con này tương đối khỏe mà sang mà sang hnx mà thị trường nó không bị nghẽn nếu mà thị trường nó tốt Đúng và tốt thì con này nó đánh lên mạnh lắm Một cây của nó tận 10% cơ mà HNX đánh rất là khỏe Đúng không? Thì mọi người nếu mà tin tưởng vào thị trường nó sẽ tốt Thì Nếu mà đầu phiên ngày mai Thì hoàn toàn có thể bắt 50% Bắt thử đi Bắt 50% VND Nếu mà tăng đầu phiên Nó theo kiểu linh sinh quan tâm ở giá tham chiếu một lúc lâu chẳng hạn mọi người, mọi người kỳ vọng mọi người có thể bắt khoảng tầm 50%, nếu mà nó tăng quá khoảng tầm tăng quá trên 4% thì thôi nhá. Nếu mà trên 4% thì thôi. tầm 1 2% thì chấp nhận được thì bắt vào, kỳ vọng là thị trường sẽ đánh lên, đúng không? Bây giờ thị trường bây giờ nhiều bạn cứ kỳ vọng trả lời trước được thế nào đâu bởi vì là thứ tư thứ năm hoàn toàn người ta có thể đánh xuống chẳng hạn. Nếu mà người ta đánh lên thì mọi người chốt lời thì thành ra là đội lái họ mất cả đúng không nếu mà mọi người chốt lời thì đội lái họ, đánh theo kiểu là họ rũ mọi người xong họ đánh lên mạnh nữa lên hẳn tầm một nghìn chẳng hạn đấy họ sẽ đánh theo kiểu đấy nhiều đội lái họ đội lái họ biết hết là cái lượng nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư các thứ là sở hữu đang đu bám nhiều hay không để mà người ta xác định người ta đánh lên đúng không thì đôi khi mình cũng phải nhìn theo dòng tiền xem là người uh, đội lái họ đánh theo kiểu gì. dòng tiền uh, của họ vào như nào, hoạt động như nào. Mình xác định là như vậy. Thôi nhá, cứ cứ gọi là xác định mà trong thị trường này thì mình phải đánh theo đội lái thôi. Mình sẽ là một nhà, nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ thì ăn tiền của những nhà đầu tư khác, đấy có 3 triệu uh, tài khoản, hơn 3 triệu về rất nhiều tài khoản mới thì bây giờ mình phải xác định là mình là những nhà đầu tư nhỏ lẻ để ăn tiền của những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác thôi chứ biết làm thế nào ăn làm sao được có lái ăn làm sao được có cá mập bởi vì họ biết hết những cái thông tin các thứ chứ đúng không bây giờ thị trường nó đang gọi là khởi sắc đi trong sóng năm này thì thôi thì những cái mã nào mà dòng tiền nó đánh vào thì thôi mình cũng chịu khó mình đánh theo nó để mà ăn tiền của những cái nhà con con bắt đầu dòng tiền thoát ra thì mình cũng phải thoát theo nó chứ biết làm nào đúng không cách đánh theo dòng tiền còn các bạn đánh theo cái kiểu khác đấy là việc của các bạn đánh theo dòng tôi là đánh theo kiểu là dòng tiền này kết hợp với cả cấu hình này kết hợp phân tích tổng quan này phân tích căn bản phân tích kỹ thuật đấy kết hợp những cái đấy vào đưa ra những cái luận điểm của tôi ờ thì mọi người bảo là bói ơ ờ, thì tôi bói đấy tôi bói ai ai nói gì tôi chấp nhận hết đúng không ai nói gì cũng chấp nhận được mỗi người quan điểm mà vui mà bình luận vui mà tôi rất là thích những cái người mà có luận điểm trình kiến và những cái người mà người ta có tâm hiểu biết người ta vào bình luận rất là thích Đúng không? Ừ. mình chỉ là có mình chả nhà một đồ, nhà đầu tư nhỏ nhoi mình kiến thức kiến thức của con người nó rộng lớn lắm nhiều người, người ta biết mà biết đâu tự dưng có một ông lái ông vào bình luận xem biết kết hợp với cả ông đấy dẫn dắt tìm lên làm sao đúng không? Biết đâu có những cái ông là người nhà người nhiếc của những cái cổ phiếu đấy chẳng hạn người ta nói chuyện với mình. Người ta bình luận bảo là mày biết cái gì, cổ phiếu này sắp lên rồi chẳng hạn đấy thì thì kiểu như thế thì mình sẽ nói chuyện với người ta biết đâu người ta là một lái chẳng hạn đúng không? Một lái mà quen biết về lái thì quá là tuyệt vời luôn, có gì đâu, đánh lên. Cho nên ai thích bình luận cái gì trong cổ phiếu trong trường khoán này nó làm, nó rất là hay bởi vì là kiểu gì cũng có ý kiến trái chiều bởi vì là ai mà nói hay nói tài được trong thị trường chứng khoán này đúng không không ai nói hay nói tài được trong thị trường chứng khoán này cả cho nên là ai thích bình luận gì cũng chấp nhận hết đừng bình luận trừ bậy trừ bạ là được riêng bình luận trừ bậy trừ bạ là không bao giờ tôi trả lời thằng luôn như vậy đầu tư đã xác định là đầu tư cái này nó gọi là văn minh rồi nếu mà ai cái kiểu bình luận chửi bậy thì không bao giờ trả lời Mình là người có học chứ có phải là không đâu mà Các bạn bình luận mà kiểu là ấy là không bao giờ trả lời nhá Còn bình luận tranh luận theo kiểu là lịch sự nghiêm túc thì lúc nào tôi sẽ tranh luận rất là vui luôn Đúng không? Tranh luận vui luôn, có gì đâu Đầu tư chứng khoán này toàn những người có tiền Tôi nói thật, những những người có tiền mới đầu tư chứng khoán Cái cái nhỏ phải vài chục triệu nếu mà con 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 1-2 triệu Thì sinh viên các thứ thì không nói Các bạn đấy thì mới tập đầu tư Thì các bạn cứ tập đầu tư cho vui đi Có gì đâu ai cầm đoán gì đâu Chả ai cầm đoán thì các bạn sinh viên cả Các bạn đầu tư sớm Thì mai sau các bạn có tiền, các bạn có kinh nghiệm Các bạn nghe sớm Các bạn đầu tư Hiệu quả hơn Đầu tư càng sớm thì càng có kinh nghiệm Bây giờ cái thời gian các bạn đi chơi đi bời vớ vẩn thì các bạn dành thời gian các bạn đầu tư chứng khoán thì cũng được đúng không? dành vài triệu tiết kiệm các bạn nói thật tầm các bạn bỏ ra tầm 5 6 triệu các bạn đầu tư Còn mà bét là nhà đầu tư kể cả rốt đến đâu cũng chả bao giờ lỗ được đến 50 phần trăm trong ngắn hạn chẳng hạn nhiều thế rất là khó đầu tư mà lỗ 50 phần trăm khó đấy trừ khi các bạn mua những cái mã như kiểu là mấy cái mã nó biến động lớn như kiểu, mấy cái mã dích giết các thứ đấy thì nó có thể nó lúc cắm xuống thì các bạn có thể lỗ 50% mươi phần trăm hay một trăm phần trăm à khó khó một trăm phần trăm thì khó thì lỗ, lỗ tầm năm mươi phần thôi trừ khi các bạn cô margin thì các bạn Mình lỗ được nhiều một trăm phần trăm chẳng hạn cháy tài khoản còn các bạn không sử dụng margin các bạn đầu tư thoải mái có gì đâu cứ đầu tư hết con nọ sang con kia 5 triệu là đầu tư được rồi 5 triệu 5 triệu 6 triệu đầu tư được rồi mấy bạn sinh viên thì không nói mình đang nói cái vấn đề mà uh, đầu tư chứng khoán thì đa phần là những nhà nhà đầu tư có tiền ấy có tiền các bạn để mà xem những người có tiền người ta ăn nói lịch sự, ta chả bao giờ người ta chửi bậy từ chửi bạ mấy đâu ít khi đó. có chửi bậy ai chẳng biết chửi bậy mà thật là ai chẳng biết chửi bậy ai cũng biết chửi bậy hết quan trọng là người ta có có nói hay không thôi đúng không đầu tư một cái uh, đây các bạn nha các bạn các bạn phải công nhận là khi các bạn mà đầu tư chứng khoán thì các bạn hiểu biết hơn rất là nhiều đúng không các bạn những biết cái ngành, ngành nghề gì, Còn dòng B đó, các bạn cũng biết dầu khí, dầu khí các thứ các bạn. Biết SSI, HSS đấy, HSC những cái mã đấy là dòng chứng khoán. Mã banh nào BID của nhà nước cái gì. Bốn chữ sủ sở hữu bao nhiêu đấy, ai là chủ tịch, FLC chủ tịch quyết chẳng hạn, đấy kiểu như thế. Các bạn đầu tư các bạn cũng hiểu biết lên nhiều chứ. Bây giờ sinh viên bây giờ đa phần là cũng kiểu là Tôi thấy sinh viên bây giờ nhiều bạn cũng hay chơi bời quá Nào, Nói chung là lên đầu tư một ít chứng khoán để cho hiểu biết lưng cái tầm cái đầu óc lên Tuy là nhiều bạn coi chứng khoán là một cái kênh gọi là <laughs> Nhiều bạn coi là đánh bạc đấy. Tôi, tôi tôi thấy nhiều bạn cũng đầu tư theo kiểu hơi hơi đánh, hơi thiên, thiên hướng gọi là đánh bạc Nhưng Mà đầu tư mà tìm hiểu một chút thì cũng tốt Nha à chứng khoán này một kênh chính thống thì mình có thể là nếu mà mình học hỏi mà hiểu biết nhiều hơn ấy, thì hoàn toàn có thể một kênh kiếm thêm đấy một kênh kiếm thêm cứ, cứ chọn bao giờ thời cơ tốt thì vào còn thời cơ xấu thì thôi đi ra thì căn bản biết một chút về dòng tiền hay là biết một chút về phân tích kỹ thuật nữa thì các bạn hoàn toàn có thể đợi thời cơ một năm các bạn đợi thời cơ đấy thì các bạn dành dòng tiền vào các bạn đầu tư thấy cái sóng đang tăng đấy thông tin các thế thế giới chính trị các thứ ổn định tốt bạn chọn những cái mã đẹp đẹp chẳng hạn như con Techcombank này chẳng hạn đấy. hoàn toàn mọi người có thể giữ được con Techcombank này các bạn đầu tư nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ vào trong đây hoặc là các bạn đầu tư lớn luôn được những cái con này thì hoàn toàn nó chịu được những cái dòng tiền lớn mà Techcombank HBG HBG kể cả bạn đầu tư chục tỷ vào những cái mã này thì hoàn toàn ok nhận hết có gì đâu Vích viết là nhận hết Chục tỷ Thoải mái nhé Cái dòng trong VN10 Con STB chẳng Kể cả các, các bạn lém chục tỷ vào Nó cân hết có gì đâu Hàng trăm triệu cổ phiếu Một phiên Vài chục triệu cổ phiếu một phiên Còn SHB này chẳng hạn SHB này chẳng hạn Các bạn đầu tư bao nhiêu tiền vào chẳng được 5 tỷ, 10 tỷ vào Cân hết có gì đâu cái con này có thanh khoản cao vì vậy nha tại sao mà những cái người ta khi đầu tư chứng khoán người ta quan tâm đến cái vấn đề thanh khoản bởi vì khi mà các bạn chọn những cái mã nó thanh khoản quá thấp các bạn mà đầu tư cái số lượng tiền nó lớn thì những cái đội tay to trong cái công ty chứng khoán đấy hoàn toàn nó có thể úp các bạn ngay đúng không cho nên là khi đầu tư chứng khoán thì các bạn mà đầu tư dòng tiền lớn đôi khi các bạn phải chọn những cái mã nó an toàn một chút chứ không phải là nếu mà cá nhân những cái mã mà lướt sóng mà cái thanh khoản nó thấp thì các bạn chỉ lên đầu tư năm một mười phần trăm thôi giảm thiểu cái rủi ro xuống có tầm đầu tư năm chục một trăm triệu đấy kiểu như thế giảm thiểu rủi ro xuống những cái mã như cái SHB này thì các bạn dồn bao tiền vào chẳng được ví dụ như kiểu các những cái hôm mai sáu tháng ba hay bảy tháng ba thì dồn các bạn dồn chục tỷ hai chục tỷ vào nó cũng cân hết có gì đâu những cái mai nó lớn chịu được dòng tiền các bạn phải hiểu như vậy những cái mã con con Đấy những cái con bâu này đối với nhiều người người ta bảo là xấu, bảo là thì lọ thì kia. đây nó cũng là thuộc vào dạng cạn cung rồi nhá. Con này cũng là thuộc vào dạng cạn cung thì nếu mà nó đánh lên vượt qua cái ngưỡng ngưỡng kháng cự này nó không phải là lớn lắm. Cái ngưỡng kháng cự này nó không lớn lắm. Tôi nghĩ nghĩ là không lớn lắm đâu.